Chưa có xin nha. Dạ vâng. Con định vào chỗ kia con sẽ thử lùi cho lùi ngang. Đó, phanh. Phanh, 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 phanh. Có cái gì đấy? À, được rồi. Trên màn hình vội thấy có cái gì nó vướng. Có cái màn hình này thì con chỉ việc nhìn màn hình. Vâng. Nhìn thêm hai cái gương nữa. Tiến già lùi non, cái tay đẻ vẫn chưa đẹp. Sao một cái là phải ăn sang đường mình ngay, về đường mình sớm càng tốt. Xin nha. Đi cho mọi người quên. Muốn rẽ nó phải có cái chủ đích, rẽ ngay từ trước. Mà đến thì mà đã có chủ đích thì phải có xin nha.
rộng, không cần phải dừng lại mấy lần. Chưa xong xong lắm.